Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo trợ Truyền thông Pháp Luật tổ chức liên hoan tiếng hát Đại Ngàn toàn quốc lần thứ nhất. Cuộc thi dành cho các đối tượng trên mọi miền đất nước để tìm ra những tài năng âm nhạc nhằm truyền tải hình ảnh con người vùng đất Tây Nguyên qua tiếng hát, đồng thời kêu gọi xây dựng tình đoàn kết và các chương trình xã hội thiện nguyện. Ban giám khảo liên hoan là những nghệ sĩ nổi tiếng và uy tín với dòng nhạc Tây Nguyên như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nghệ sĩ nhân dân đại tá Rơ Cham Phiang, nhạc sĩ Ngọc Tường, nghệ sĩ ưu tú Đình Nghĩ, nghệ sĩ ưu tú Chu Thị Thúy Hà, nghệ sĩ ưu tú Võ Cường, ca sĩ Siêu Black cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký dự thi của hàng ngàn thí sinh trên mọi miền Tổ quốc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiếng hát dự thi vòng casting của thí sinh Lê Thị Ánh, có số báo danh 0132, địa chỉ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với ca khúc dự thi Người con gái bà cô, sáng tác của Huy Thục. Xin trân trọng giới thiệu. Em xin được giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Lê Thị Ánh, nghệ danh là Dương Ánh. Em sinh ngày 18 tháng 6 năm 1993. Hiện tại em đang sinh sống tại phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, em xin được trình bày ca khúc mang tựa đề Người con gái Paco, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục ạ. Mùa xuân đến rồi bạn làng ơi, thơ bác gọi dậy vang non sông, khen tiến công vang rồi khắp hai miền, bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Chiến trường gửi bộ đội bác Hồ dân thương mà dân quý nhiều.